Những ngày hè sôi nổi và rực rỡ của bạn dường như sẽ kéo dài bất tận với các thiên đường du lịch tuyệt vời ngay tại Đông Nam Á. Chỉ với không đầy 2 giờ bay, một Thái Lan vừa hiện đại lại vừa cổ kính sẽ chào đón bạn bằng những nụ cười thân thiện của người dân trên khắp đất nước, cùng những điệu múa truyền thống đầy màu sắc và những khung cảnh thiên nhiên đẹp đến mức choáng ngợp. Và gần hơn nữa, ngay tại Việt Nam, Vịnh Hạ Long, nơi mới đây đã được công nhận là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới, với quần thể núi đá vôi và các hòn đảo xinh đẹp sẽ khiến bạn phải mê đắm. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng thực hiện ngay chuyến du lịch đến Thái Lan và Vịnh Hạ Long cùng với Lifecare. Được mệnh danh là xứ sở chùa vàng hay đất nước của các vị thần, Thái Lan đã nổi tiếng khắp thế giới qua hình ảnh của những kiến trúc cung điện và chùa chiền rực rỡ nguy nga. Điểm đến cung điện hoàng gia Grand Palace là một trong những địa điểm du lịch văn hóa đáng lưu ý nhất ở thủ đô Bangkok. Bất cứ lúc nào, nhất là buổi chiều tà, hoàng cung như vàng rực tỏa sáng lấp lánh cả một vùng trời thành phố bởi sự phát sáng của những lá vàng 24 carat dát trên đỉnh các ngọn tháp và các ngôi chùa. Bangkok là một trong những thành phố du lịch thân thiện nhất châu Á với nhiều công trình hoàng gia và các ngôi chùa độc đáo. Những con phố nổi tiếng về giải trí, ẩm thực đường phố đặc sắc. Đặc biệt, đây là nơi du khách thỏa sức mua sắm tại các trung tâm thương mại giá rẻ rất nhộn nhịp. Nếu yêu thích khám phá các giá trị truyền thống của Thái Lan, du khách hãy ghé thăm cố đô Ayutthaya, là nơi lưu giữ dấu ấn quá khứ vàng son của kinh đô cổ tồn tại hơn 400 năm, với hơn 300 chùa chiền. Trong đó, ngôi đền Wat Mahathat rất nổi tiếng với những tàn tích huy hoàng, cùng với mặt tượng Phật ẩn trong rễ thân cây cổ thụ, đều là những nét độc đáo có một không hai tại nơi đây. Thái Lan còn được mệnh danh là thiên đường du lịch, với đặc trưng là các cánh rừng nguyên sinh dày đặc cùng các bãi biển xinh đẹp. Và để khám phá cảnh đẹp Thái Lan, nhất định bạn phải đến thăm Chiang Mai. Là trung tâm du lịch ở miền Bắc Thái Lan, Chiang Mai được gọi tên như là một đóa hồng phương Bắc vì luôn có một sức hút từ khung cảnh thiên nhiên yên bình với nhiều ngôi đền cổ kính. Điểm thu hút nhất ở Chiang Mai chính là lễ hội đèn trời Yi Pen được tổ chức hàng năm vào tháng 11. Vào đêm lễ hội, du khách sẽ có cơ hội hòa mình vào một khung cảnh vô cùng huyền ảo khi mà hàng trăm ngàn chiếc đèn lồng được thả lên trời, tạo nên một cảnh quan hết sức lung linh, gợi nhớ đến những cảnh phim hoành tráng và tràn ngập cảm xúc. Điểm đến tiếp theo, du khách hãy đến với những bãi biển đẹp nhất Thái Lan như Phuket hay đảo Phi Phi, nơi nước biển có màu xanh trong bên các núi đá vôi hùng vĩ. Được xem là khu nghỉ mát bãi biển nổi tiếng nhất du lịch Thái Lan, Phuket là viên ngọc của Ấn Độ Dương và là hòn đảo lớn nhất đất nước Thái Lan. Được bình chọn là một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới. Vịnh Phan Nga, ngoài biển cả Phuket, là nơi tập trung những ngọn núi đá vôi khổng lồ nằm thẳng đứng. Với diện tích 400 km2, những ngọn núi đá vôi sừng sững với đầy đủ hình thù, những hang động đã có từ xa xưa, cùng các hoạt động vui chơi trên biển sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm thật đáng nhớ và nhiều niềm vui. Cách Phuket khoảng 54 km là đảo Phi Phi, một trong những hòn đảo du lịch sạch và nổi tiếng nhất thế giới. Tại hòn đảo du lịch này, bạn có thể tham gia các môn thể thao dưới nước như bơi thuyền, lướt sóng, lặn ngắm san hô, thưởng ngoạn không khí trong lành cùng với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Bất cứ ai đến đây cũng phải thốt lên hai tiếng: tuyệt vời! Hòa cùng bầu không khí biển xanh cát trắng của mùa hè, điểm đến Vịnh Hạ Long, nơi được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên của thế giới, sẽ thu hút bước chân của bất cứ du khách nào. Có thể nói Vịnh Hạ Long là một tác phẩm nghệ thuật tạo hình vĩ đại của thiên nhiên, với sự hiện diện của hàng nghìn đảo đá muôn hình vạn trạng. Nhiều hang động kỳ thú, mỗi đảo đá lại mang một hình dáng khác nhau, tạo thành một thế giới vừa sinh động vừa huyền bí. Tiềm ẩn trong lòng các đảo đá ấy là những hang động tuyệt đẹp, gắn với nhiều truyền thuyết thần kỳ như động thiên cung, động sửng sốt, động tam cung. Đó thực sự là những lâu đài của tạo hóa giữa chốn trần gian. Hoạt động được du khách yêu thích nhất tại Hạ Long có lẽ là chuyến tham quan vịnh trên những chiếc du thuyền sang trọng hoặc những chiếc trực thăng, thủy phi cơ. Từ đây du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh vẻ đẹp hùng vĩ của bức tranh Hạ Long xinh đẹp.
du khách có thể liên tưởng đến những câu chuyện, truyền thuyết bí ẩn về nơi được mệnh danh là vịnh nơi rồng đáp xuống, Hạ Long. Sau đó, những chiếc thuyền kayak nhỏ sẽ đưa du khách theo dòng nước, luồn lách qua những cột núi đá, ngắm nhìn hệ sinh thái phong phú của Hạ Long theo một cách thật gần, cảm nhận trọn vẹn những dấu tích của lịch sử phát triển tự nhiên trên trái đất. Những phút giây nghỉ dưỡng tuyệt vời ở nơi đây cũng sẽ làm đầy thêm những năng lượng tích cực giúp bạn thành công hơn trong cuộc sống. Hãy cùng hành động ngay bây giờ để giành lấy phần thưởng là chuyến du lịch đến Thái Lan và Vịnh Hạ Long cùng với Lifecare, nơi mang lại cho bạn niềm vui bất tận và trải nghiệm tuyệt vời nhất.